Dạ, Hiếu xe đạp Nhật Bản chào các bạn nha, đã quay trở lại với video tiếp theo của em các bạn ơi. Rồi hôm nay là một ngày đặc biệt nha các bạn. Em lên một lúc ba con chét luôn các bạn, mới về nè các bạn ơi, rất đẹp luôn. Ba con chét này đều là chét 7.4 hết nha các bạn. FX 7.4 đều là khung nhôm càng carbon ha. Và ba chiếc này là ba cái size khác nhau hả các bạn. Rất đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Đó một con xám lông chuột, con xám lông chuột cực đẹp luôn các bạn. Con kia là một con xanh Lamborghini ha. Con cuối là con đen hả các bạn. Đó, mà con đen đó em để giá rất là rẻ. Đó, ba giá, ba size khác nhau, ba giá khác nhau nha. Các bạn theo dõi, em sẽ quay chi tiết và em báo giá từng con luôn ha các bạn. Rồi trước khi vào nội dung chính cũng xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe ha. Một ngày làm việc thành công ha các bạn. Đầu tiên là em vô con chét này trước đi. Đó, đầu tiên em vẫn sẽ đo cái size trước ha. Đây. Tâm ha các bạn, tâm giờ dĩa. Đó, lên tới cọc yên là 50, tới sườn ngang là 46 ha. Ngang của em nó là ngang 55 ha các bạn. Thì cái size này phải từ 1m65 tới 1m75. Chạy là ok ha, chạy đẹp ha các bạn. Màu xám lông chuột, nó tem chữ trắng và đỏ ha, rất đẹp luôn. Đây. Em này đi một bộ tay bấm xả Shimano Acera 3 dĩa 9 lít ha. Đây cái ta lái Bontrager nè, có phản quang trước ha các bạn. Ốc tán rất là sáng ha các bạn. Càng thẳng nè, rất đẹp luôn ha các bạn. Công tăng nè. Công tăng Bontrager luôn ha. Công tăng Bontrager, nó rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Con chết cực kỳ đẹp. Thì xe bãi, xe đạp Nhật Bản thì cũng hơi chạy một tí nhưng mà tổng quan con xe cũng rất là đẹp ha các bạn. Đó. Rất đẹp ha. Càng carbon này ha. Đó. Carbon của chết rồi, carbon của Mỹ các bạn cũng biết rồi, rất là chất lượng ha các bạn. Càng thắng nè. Càng thắng Shimano ha các bạn. Càng thắng Techo. Đây. Vỏ của em nó là vỏ Bontrager, vỏ rất là xịn ha các bạn. Vỏ Bontrager này. Niền cũng là niền Bontrager luôn ha. Niền cũng là niền Bontrager, rất là đẹp luôn. Tâm inox. Đùm là. Đó, đùm của chết luôn nha các bạn. Rất đẹp luôn, có mở nhanh luôn ha các bạn. Đó, logo chết nè các bạn. Logo chết nè ha. Em nè. Em chết này màu xám lông chuột cực kỳ đẹp luôn. Đó, các bạn thấy không? Xe bãi mà còn dày quá là ok, quá là chuẩn luôn các bạn ơi. Đó, đây. Cái gọng nước là zin theo xe, gọng nước túp bia ha. Tem mát của Nhật đây ha các bạn. Đó, tem của Nhật ở đây ha. Còn đầy đủ luôn ha các bạn. Vỏ này là vỏ để em coi cái xe vỏ ha. 732C ha các bạn, 732C, cái vỏ còn cực kỳ là dày luôn ha các bạn. Vỏ còn cực kỳ dày luôn ha. Rất là ngon các bạn ơi. Đó, vỏ rất êm và còn cực kỳ dày luôn ha. Đó, mua xe này khỏi cần suy nghĩ luôn ha các bạn. Đó các bạn. Tem mát đây. Design Waterloo. Đó, cái công ty này là công ty làm chết ha, của Mỹ ha các bạn. Đây, cục yên Bontrager. Cực kỳ đẹp luôn ha. Cục yên Bontrager nhôm cực kỳ đẹp luôn. Yên thể thao, em thay lại cho bạn cái yên thể thao này ha. Đây, càng thắng sau của Techo ha các bạn. Vỏ sau cũng là Bontrager ha. Đây các bạn ơi. Vỏ sau Bontrager 732C. Đó. Vỏ cực kỳ đẹp luôn ha, niền Bontrager luôn ha bạn. Con chết này rất là đồng bộ các bạn ơi. Đó, con chết này rất là đồng bộ ha. Đây, cái cùi sàn lip nè. Thì những con chết thì đều đi là cái cùi sàn lip Shimano Deori thôi, rất là cao ha. Rất là cao cấp luôn các bạn ơi. 9 lip luôn các bạn ơi. Lip còn cực kỳ đẹp luôn ha, không mòn mắt nào. Dây sơn Shimano 105 ha. Đó, đây dò dĩa Shimano đây các bạn ơi. Cái sàn dĩa Shimano Acera ha. Đó, em đã canh chỉnh kiểm tra hoàn hảo rồi các bạn ơi. Này, tem nè, FX series nè. Đó, khung nhôm là khung nhôm siêu nhẹ luôn ha các bạn. Đó. Con chết nè, nhìn rất là cứng cáp các bạn ơi. Siêu là cứng cáp luôn ha. Siêu cứng cáp và cái màu cũng rất là đẹp các bạn, màu xám lông chuột rất là hot. Hầu như là em về cái con xám lông chuột nào thì em đều bán hết con đó ha. Đó, em về con nào đều bán hết con đó. Cái màu này rất là hot các bạn. Đây, chết rồi các bạn. Đó, cái này miếng tem gì nè. Đó, cái càng carbon rất đẹp ha các bạn. 7.4 ha. 7.4 ha các bạn. Đó. Cái gì nè, cái tem gì? Yakuta ha, Yakuta. Cái tem của Nhật nè các bạn. Tem mát thì đầy đủ. Giờ dĩa Shimano ha. Chân trống là zin theo xe luôn các bạn ơi, chân trống zin theo xe luôn ha. Có phản quang sau luôn nè. Đó, có cái phản quang sau luôn, zin theo xe luôn ha. Đó.
đùm sau đùm trước đều đùm mã đồng CNC hết ha các bạn. Đó, con chét rất đẹp các bạn. Con chét này, con chét nè, đề mới ha. Đó, cái sườn rất là đẹp ha, những chét 7.4 cái sườn rất đẹp các bạn. Khung nhôm càng carbon ha các bạn. Đây, tổng quan nhìn con chét siêu đẹp luôn các bạn ơi. Cái màu này đẹp quá các bạn, em nhìn em còn thích nữa. Màu này cực kỳ đẹp các bạn ơi. Đó, thì chét mà các cô chú anh chị rất là thích cái màu này. Đó, cái màu này hầu như em về là đều có cô chú anh chị mua nhanh hết ha. Cái màu rất đẹp luôn, rất là cứng cáp. Đó, thì cái size này cũng rất là đẹp luôn ha các bạn. Nó từ mét 65 tới mét 75 nó chạy ha, mét 62 mét 65 mét tới mét 75 mà chạy là ok rồi ha. Đó, rất đẹp luôn, đã canh chỉnh hoàn hảo và em đã chạy thử hết rồi, rất là ngon các bạn ơi, chạy siêu lướt luôn ha. Rồi, em chết này để cho bạn 9.500.000 ha, 9.500.000 em bao ship cho. Đó, 9.500.000 em đã bao gồm các bạn, em sẽ tặng đồ cho bạn ha, bình nước ống bơm đầy đủ ha các bạn ơi. 9.500.000 các bạn quan tâm alo em ha, 0975158377, đó cũng là số Zalo của em luôn ha các bạn. Đó, các bạn nào thấy em nay xe đẹp thì cho em xin nút like ha. Rồi, các bạn đăng ký kênh để theo dõi em Hiếu ha các bạn ơi. Rồi, tiếp theo là con chết nè, con chết 7.4 màu xanh này, màu xanh Lamborghini. Con chết này có cái ba ga zin của Nhật về luôn kìa, rất là đẹp các bạn. Đó, và giá sẽ rẻ hơn con này hả bạn. Rồi, các bạn đợi em quay chi tiết rồi em sẽ báo giá luôn ha các bạn. Đừng rời mắt khỏi màn hình, em sẽ quay chi tiết, em sẽ báo giá ha các bạn ơi. Đó, rất đẹp. Đầu tiên em vẫn sẽ đo cái size trước. Đây, từ tâm nè ha, tới cọc yên là 45. Đó, ngang ha bạn, ngang 53 ha. Rồi, cái size này từ 1m58, 1m6 tới 1m70, 72 ha. Đó là chạy ok, chạy đẹp ha các bạn. Và con chết này đồ rất là xịn ha các bạn. Đây, một bộ tay bấm xả Acera, Shimano Acera ha. Bộ tay bấm xả Shimano Acera. Đó, Bontrager nè các bạn, đều tay lái Bontrager. Và em chết này được một cái công tăng của Deda Zero ha các bạn, công tăng của Ý. Đó, em này được trang bị một cái công tăng Deda Zero, công tăng của Ý ha. Cái công tăng rất dài các bạn. Đó, công tăng rất dài ha. Thì cái công tăng nó dài vậy thì các bạn 1m75 các bạn chạy cũng được ha. 1m75, 1m78 chạy ok luôn. Đó, các bạn thấp một tí thì các bạn chạy cũng được ha. Ok luôn ha các bạn. Đó, cái công tăng Deda rất là mắc tiền ha các bạn. Của Ý. Đó, đây. Cái em này giống như cái em màu xanh hôm bữa các bạn, em xanh hôm bữa không đẹp bằng em này đâu ha. Em này cực kỳ đẹp luôn. Càng carbon nè, càng carbon này các bạn, rất đẹp luôn các bạn ơi, siêu đẹp luôn ha các bạn. Đó, thì em nói vẫn hơi chạy xíu thôi. Đó, hơi chạy nè, xước lông mèo nữa các bạn ơi. Em chết nè các bạn. Đó, bạn coi cái sườn nhìn đã ghê không, như xe đấu giá luôn các bạn. Đó, đây tem của Nhật này. Đó, 7.4 ha, tem của Nhật này nè. Dán mấy con tem này ha các bạn. Đó, dán mấy con tem này 7.4 ha. Đó, khung nhôm nè, các bạn nhìn những mối hàng của Nhật nè. Nó em phải công nhận một điều là Nhật nó làm nó hàng chiếc xe á, nó hàng cái khung hàng nhôm của nó cực kỳ là đẹp luôn ha. Nó robot hàng các bạn ơi. Không, cái này đây, design Waterloo. À, xin lỗi các bạn ha, những công ty của Mỹ các bạn ơi, những công ty của Mỹ ha, những mối hàng cực kỳ chắc chắn ha, cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn ha, con xe Nhật bãi mà nó còn như vậy, các bạn biết cái chất lượng nó cỡ nào rồi các bạn ơi. Tem của Nhật đây, quá là đã luôn các bạn ơi. Đây, cái cúc yên Bontrager ha, thì em này giờ đi cùng cái yên Bontrager luôn các bạn. Yên Bontrager không gắt miếng nào ha, rất êm ha các bạn. Đó, thì em này đi về thì cái trang bị được một cái ba ga sau ha, cái ba ga sau, cái này mát là được 25 kg, chở được 25 kg. Đó, bạn về gắt lắp cái yên lên đây ha, lắp yên đây chở mấy bé ha, hoặc là các bạn chở đồ ha các bạn. Đó, các bạn đi chợ, bạn chở đồ máng đây ha. Đó, đây rất đẹp luôn, bằng nhôm ha các bạn. Nó full của Nhật luôn ha, và những cái ga mua Việt Nam không bằng cái này đâu ha các bạn. Cái này cực kỳ ngon luôn. Đó, cả tháng trước sau đều của Techo ha các bạn. Đây các bạn, cực kỳ đẹp luôn ha. Thì nó vẫn đi cái cùi đề Shimano Diori thôi, 9 lít ha các bạn, 9 lít. Đó, dầu dĩa xe, dầu dĩa là Shimano ha, Jason nè, Jason Shimano 105, sang dĩa là Shimano Acera. Nó đều chung một cái cấu hình vậy thôi ha, nó chỉ khác màu thôi. Nó đều chung cấu hình và khác màu thôi các bạn ơi, cực kỳ đẹp luôn.
Rất đẹp ha các bạn. Đó, cái màu sơn còn cực kỳ đẹp luôn. Phải nói em này quá đã rồi các bạn ơi. Cái vỏ của em này là để em coi cái size vỏ ha các bạn. Thì em này á đi được cái đùm trước đùm sau là đùm Shimano ha, đùm Shimano đấy các bạn, đùm Shimano đùm bạc đạn ha. Niền trước niền sau nè, rất đẹp luôn. Đó, niền của công ty Araya đây các bạn. Nó niền của chính hãng của Nhật luôn ha. Đây. Vỏ là vỏ Michelin ha các bạn. Nó vỏ trước vỏ sau vỏ Michelin 728C ha, rất đẹp luôn. Vỏ Michelin các bạn ơi. Đó, đùm sau cũng là đùm Shimano ha các bạn. Đây. Đùm sau cũng đùm Shimano, vỏ sau cũng vỏ Michelin ha. Niền trước niền sau niền của công ty Araya của Nhật ha các bạn. Siêu đẹp luôn các bạn ơi, em chết. Quá đẹp luôn các bạn. Đó. Đây. Quay qua tới mặt bên đây cho các bạn xem. Đó các bạn. Các bạn coi cái khung của em này. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đó giờ em bán chiếc những chiếc xe set màu xanh thì có chiếc này là đẹp nhất luôn các bạn. Cái khung cực kỳ đẹp luôn. Không chơi vào đâu được ha. Vừa dĩa Shimano, chân chống zin theo xe, chân chống zin của Nhật luôn ha. Đây bạn, em quay rất là chi tiết, các bạn quay full HD luôn các bạn ơi. Đó, siêu đẹp các bạn, siêu đỉnh luôn. Đó, rất là chi tiết ha các bạn. Rồi quay tổng quan một lần nữa cho bạn xem ha. Đây. Tổng quan con xe đây ha. Đó, cực kỳ đẹp. Rồi con này để cho bạn 9 triệu em bao ship ha. 9 triệu em bao ship toàn quốc luôn rồi các bạn ơi. Rồi em cũng sẽ vô bình nước ống bơm cho các bạn luôn ha. Đó, 9 triệu bao ship. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Cái màu này cực kỳ đỉnh luôn ha. Đó, màu siêu đỉnh luôn các bạn ơi. Đó, các bạn chạy ra đường rất là nổi ha các bạn. Đó, 9 triệu bao ship. Rồi tiếp theo ha các bạn, cuối cùng là một em chết màu đen ha các bạn. Đó, em chết màu đen. Em này cũng thuộc dạng là siêu đỉnh siêu đẹp rồi các bạn ơi. Đó. Cũng là bộ tay bấm xả Shimano Acera ha. 3 dĩa 9 líp ha các bạn. Đó, 3 dĩa 9 líp ha. Đây, Bontrager ha các bạn. Công tăng cũng Bontrager luôn ha. Đó, chết nè. Chết 7.4 FX ha các bạn. Đó. Đùm trước đùm sau mạ đồng ha. Bánh trước bánh sau nè, đều là Bontrager ha các bạn. Niền của Bontrager luôn ha. Siêu đẹp luôn các bạn ơi. Đó, tam inox sơn tĩnh điện. Rồi em sẽ tiếp tục đo cái size của em nó ha. Rồi size của em nó bằng size của chiếc màu xanh nãy ha các bạn, 45 nè. 45 ngang đây các bạn. 1052 ha. Bằng size của cái xe nãy ha. Rồi từ 1m6 tới 1m75 chạy ok ha. Yên Bontrager luôn ha các bạn. Nó hơi đắt một tí. Rồi các bạn có nhu cầu em đổi yên khác ha. Đó các bạn. Chết rất đẹp luôn. Cũng là quạt tao luôn ha. Đó, rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, càng thắng trước càng thắng sau, siêu đẹp luôn các bạn. Chết nè các bạn. Những miếng này miếng BBF của Nhật ha các bạn. Đây 9 líp các bạn ơi, 9 líp Shimano ha. Shimano Deuri ha. Vỏ sau của là Bontrager các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Vỏ sau của Bontrager ha, niền sau cũng Bontrager luôn, tam inox sơn tĩnh điện ha. Đó, rất đẹp luôn. Dây sơn zin theo xe luôn ha. Đó. Đã canh chỉnh hoàn hảo rồi. Shimano đây. Đây cái sàn dĩa Shimano Acera ha các bạn. Nó rất đẹp luôn. 7.4 FX ha. Hôm nay lên ba con chết luôn. Các bạn tha hồ mà lựa chọn ha. Tìm một cái màu mà hợp với mình nhất ha các bạn. Đó, chân chống này zin theo xe luôn ha. Đây, Shimano. Vỏ dĩa Shimano. Rất đẹp các bạn. Em quay full HD rất là chi tiết các bạn ơi. Đó. Em quay full HD rất là chi tiết. Những cái này không phải chạy đâu ha. Cái miếng BBF bên Nhật đó các bạn ơi. Đó, miếng BBF của bên Nhật ha. Rất đẹp luôn. Tay máy của Nhật đây. Đó, gầm xe cực kỳ sạch sẽ luôn ha các bạn. Gầm xe cực kỳ sạch sẽ, em đã vệ sinh hết rồi các bạn ơi. Đó, đây. Shimano Acera đây. Đó. Tay máy của Nhật còn đầy đủ ha. Ba xe rất đẹp rồi, em sẽ tổng quay chiếc xe lại một lần nữa ha các bạn. Đây. Quay tổng quan một lần nữa, màu em chết cực kỳ cứng cáp luôn ha, màu đen ha các bạn. Rồi em chết này 8.500.000 ha các bạn. 8.500.000 em bao ship cho các bạn ơi. Đó, ba màu là ba giá khác nhau luôn ha. 8.500.000 nè. Đây em này. 9 triệu nè các bạn. Rồi, em xám lông chuột này, 9.500.000. Đó, em báo giá em đều bao ship hết cho các bạn rồi ha các bạn ơi. Và em đã kèm theo đồ chơi theo xe cho các bạn luôn ha. Đó, các bạn cứ yên tâm mà về mà sử dụng thôi các bạn ơi. Rồi.
rất đẹp ha các bạn. Đó, hôm nay em có 3 chiếc, các bạn quan tâm chiếc nào lên nha. Rồi xin chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn các bạn những video clip sau. Rồi, bye bye các bạn.